Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món banana cocktail xoài. Để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là xoài nè các bạn. Đây là xoài cát nha. Xoài cát chín, mình dùng xoài chín mình mới làm được nha. Xoài thì mình dùng 2 trái. Và đây là đường, đường thì mình dùng 60g. Và 100ml kem sữa tươi whipping cream. Cái phần kem sữa tươi whipping cream này thì các bạn có thể tìm mua ở siêu thị hoặc là những cái tiệm bánh lớn nhé. Và đây là sữa tươi có đường. Sữa tươi có đường thì mình dùng 100ml. Và bột gelatin. Bột gelatin này thì mình dùng 8g. Và đây là sữa đặc. Sữa đặc thì mình dùng 50g. Rồi, như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình chỉ việc bắt đầu làm thôi. Đầu tiên là mình sẽ ngâm bột gelatin. Bột gelatin này thì các bạn có thể tìm mua trên mạng và các bạn có thể vô siêu thị mua. Bột gelatin này thì được chiết xuất từ da heo cho nên là rất là tốt cho sức khỏe nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô khoảng 20ml nước để mình ngâm bột gelatin. Mình ngâm cho cái bột này nở ra. Giờ mình lấy cái muỗng này các bạn, mình quậy nhẹ để cho nước nó thấm đều vô bột. Bột gelatin này thì mình sẽ ngâm khoảng 10 phút. Rồi bây giờ mình sẽ gọt trái xoài ra. Mình gọt bỏ cái vỏ, mình lấy cái phần thịt thôi. Nếu mà các bạn không gọt thì các bạn có thể làm theo cách của mình như vậy nè. Mình cắt cái xoài ra như vậy. Đây, mình lấy miếng xoài gì nè các bạn. Bây giờ mình sẽ nạo xoài vô trong cái ca sa sinh tố. Thế là mình sẽ cho vô 30g đường. Sau đó mình sẽ xay cho xoài thật là nhuyễn. Bây giờ mình sẽ đổ xoài mà mình đã xay nhuyễn ra một cái nồi. Đó, mình sẽ bắt lên bếp và đun cho cái nước xoài này các bạn, nó sôi lăn tăn lên nha. Nếu mà các bạn có lò vi sóng thì các bạn cũng có thể để vô lò vi sóng nha. Xoài của mình sôi vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Giờ mình sẽ cho phân nửa bột gelatin vô phần xoài này. Sau đó mình sẽ quậy lên, mình quậy trong lúc xoài còn nóng nhé. Bột gelatin nó tan ra. Rồi bây giờ mình sẽ múc xoài vô trong cái ly. Xoài còn lại thì mình sẽ chế vô cái ly khác. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái phần xoài này để vô trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng để cho cái hỗn hợp này nó đặc lại nhé. Rồi mình đã để vô trong ngăn mát tủ lạnh rồi nè các bạn. Thì mình để cho nó nằm lên cái chén để nó tạo thành một cái hình xéo á. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho đường vô một cái nồi. Mình cho sữa tươi và sữa đặc vô luôn. Mình sẽ đổ sữa tươi vô với sữa đặc. Sau đó mình sẽ trộn lên và đổ vô trong cái nồi. Mình đổ như thế này nè các bạn, để cho cái phần sữa đặc của mình á, nó không có bị dính vô chén. Tiếp theo là mình sẽ đổ một kem sữa tươi whipping cream vô. Khuấy đều lên. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp và nấu cho cái hỗn hợp này sôi lên. Và đây là cái hỗn hợp sữa sau khi mà mình đã nấu cho nó sôi lên nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ bột gelatin vô. Cho hết cái phần bột gelatin còn lại vô trong cái tô sữa này. Sẽ khuấy nhẹ để cho bột gelatin tan đều ra. Rồi, đây là cái phần xoài mà mình để trong ngăn mát tủ lạnh đó các bạn. Bây giờ nó đã đông lại rồi nè. Mình đã lấy ra. Đây các bạn thấy cái ly của mình nó đông, nó cứng lại nè. Mình để đứng lên nó không có chảy xuống nữa. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái hỗn hợp sữa này mình chế lên. Chế cái phần sữa vô xong rồi, bây giờ mình sẽ đem để vô ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng nữa.
tiếng để cho cái phần hỗn hợp sữa nó đông lại. Đây là phần banan cocktail của mình, nó đã đặt lại nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí thêm một ít xoài và lá bạc hà lên nữa nhé. Đây mình có chuẩn bị một ít xoài, mình cắt hạt lựu nhỏ nhỏ như vậy nè. Rồi mình để lên. Rồi như vậy là mình đã làm xong cái món banana cocktail đó các bạn. Đây trang trí thêm một ít xoài và lá bạc hà lên, nhìn rất là nổi bật đúng không các bạn? Có màu trắng nè, màu vàng rồi màu xanh nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đây ăn một miếng xoài. Trắng xuống. Rất là thơm nha các bạn, thơm mùi xoài lắm luôn á. Mình ăn kèm chung với miếng xoài các bạn. Xoài thì nó rất là tươi, có vị chua chua ngọt ngọt, kết hợp với cái phần sữa nè các bạn, rất là ngon luôn á. Sữa thì nó có vị béo béo, hơi ngọt ngọt nữa. Chua chua ngọt ngọt ngon quá. Đây, một nửa là sữa và một nửa là xoài nè. Thơm quá. Cái phần xoài này nè các bạn, nó mềm mềm, mịn mịn, vị chua chua, ngọt ngọt. Còn cái phần sữa thì nó có vị béo béo nè, ngọt ngọt. Bạn nào mà thích ăn xoài các bạn hãy làm thử cái món này đi. Ngon lắm. Đây, các bạn thấy cái ly của mình nè, ly dài. Nếu mà các bạn muốn đổ cái hình mà xéo xéo thì các bạn để nghiêng cái ly á. Nghiêng cái ly mình để cho nó đặt lại, sau đó đổ tiếp vô. Đây mình đổ xuống vậy đâu đổ rồi đúng không các bạn? Nhìn nó thì nó giống rau câu thiệt á, nó đông lại như vậy nè các bạn. Nhưng mà khi ăn thì nó không giống như rau câu nha, nó mềm và mịn hơn. Ở video trước thì mình cũng đã làm cái món banana cocktail, nhưng mà mình làm cái vị dưa hấu nha các bạn. Và hôm nay mình làm cái banana cocktail vị xoài. Vị xoài này ăn rất là ngon, chua chua ngọt ngọt. Ăn xoài ngon ghê luôn á. Ha, lớp rồi. Cái trái xoài á các bạn, trước khi mà các bạn cắt xoài các bạn để trái xoài vô tủ lạnh á, cho nó lạnh rồi mình cắt mình ăn nó lạnh lạnh nên mát mát nó sẽ ngon hơn. Rất là mềm luôn nè, mình sắn xuống. Có màu trắng, màu vàng, nhìn rất là nổi luôn. Ăn một miếng nữa nè. Mình làm vô cái ly nhỏ nhỏ như này các bạn. Một lần mình ăn hết cái ly luôn. Nhưng mình cái ly bên đây nè các bạn, cái ly bên đây nó bự quá. Một mình ăn chắc không hết đâu, chắc cái này phải rủ thêm ai ăn chung nữa. Nhưng mà các bạn ăn không hết á thì các bạn có thể để vô ngăn mát tủ lạnh. Chứ các bạn để ở ngoài lâu quá thì nó sẽ dễ bị mềm ra lắm á. Và các bạn ơi, video làm món banana cocktail xoài của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình cho đến bây giờ nhé. Và các bạn cũng đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! Kem chậu cây. Nghĩa là mình đã làm xong kem chậu cây rồi. Bây giờ mình sẽ ăn đất.